សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទពីChannel យើងខ្ញុំបានមករំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃស្អាតហើយពូកែទៀតមើលរូបភាពនេះហើយបានដឹងថាពេជ្រសូលីកាគឺជាស្ត្រីមេផ្ទះគំរូមែនដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងដ៏ស្រស់ស្អាតគឺអ្នកនាងពេជ្រសូលីកាព
mùi nâng ăn đọc bọt bởi mình đi nhóm. Tại còn phát nóng ca cho chú sạp sạp đằng này. Nên nâng phách xô lê ca cứ chia đa ra xâm đai đó là bay chú mô bình nè. Nâu khu nông bụt tạc cam bởi xâm mây hòn mía. Đã là còn phong tay tự tuôn bàn ca quân trô nâng miên bởi chìa bởi dập hiệp căng tài khlăng. Đó là nè, kào bị ạ chìa đa ra châm riêng. Nên nâng có bàn lê mô khu nông ca xâm đai như rương chìa nhật nhuộp hòn đai. Bắt chụp bọn đa ra xảy rụng ní, còn phong tay sang cả đây sốc khu nông cổ xa đó tốt mùi rồi bọc luôn. Mơ tơ bất chế bố bênh tự đòi phiếp có cả đau nâng sụp hẹn bằng cổ khẳng nè. Chịp bí xá, chứa mùi nâng con pro xâm nọp chật cư hỏng a rì vên xa đê. Căn tay cụ ơ chập ở rõm, nâng ca có xa xa thaym tiết nụ, ca bị bên mùi xa lâm mình ní. Đà ra xảy rụng ní, nìa thang ngay tìm bì khai xây hát năm bì bồn một phê mối, kì bàn bà tìa khơi bệnh xô lý ca bàn bằng hò rút phía bồn mạng sân lặng, bằng hành ẩm bì ca nghiêp tìa rồi bọc luôn, rồi chụp xa đọc lấy mối thè. Ca nghiê bàn tùa bì là ngrom chriêng rồi, ọ ấy ọ tàu, ọi bàn đã bênh bênh tù, rụ chà rộp bê ná, miên bê nâng. Bàn chế, tách trà lòng thà nẹ lộ, bàn lại trái sạch ná, nẹ chăm riêng tì. Các bạn khởi nghiệp này, thử ở friend dưới trang phía nhạc bớt rồi chỗ tàu khẩu mân thế. Sở lãnh khăn nạ bông, sở lãnh trọng riêng trong nâng móng, hai bụi cây thử mà hộp tiệt. Mẹ phía tiết lệch mùi ai đòl bụi cây đòl hơi, mà nụ sợi phía trang thử bạp này. Miền cái đầy sốc nạ, sẽ át hai bụi cây riêng trong tục đã thử mà hộp tiệt. Chia mặt đáy nâng chia bụi bồn đàl miền tùm nôn khó trọc bố, cùng rù lọ nạ. Mà mỹ, sạch trầy mỹ tế, mục có sát xâm lên có bí rô, chả rắc có cua ở sở lành tiết, sở lành mà mỹ trọng nâng mong. Prông chả, prông tiếng miên ca sở xa chứ tràn tiết, đây là bằng hai em bí ca bênh chất chàng khăn trong phục tổng vừa mùi ní, rồi bọc bệnh xô lý ca. Sau ông bây giờ mất tâm đang tình ốc niên nâng cùng rõ rụp hiệp ní, đăng thả bệnh xô lý ca bất chứ sạch trầy mỹ tế đo cùng rụp bọn ná, cứ bù cây khang bù cây riêng trong túc đã khăn nè. Dịp bí xé, cứ chặt chanh bắt là ơ rương mây phía tiền. Tại mẹ đó, thầy thật bắt tài chuyện Đà Rạt đó là bây chút một kháng rõm chứ điện. Nâu bụ kè kháng mây phía tiền nâng tiền bài tiền. Chào đó chân em đã bắt bộ đồng minh tệ tương tự nâng rừng rào rồi bỏ bây xử lý các cây mình tài bản nắng. Chân đó lên kích châm sông ơ cốn nâng sông cổ rộp liền.